xin được kính chào quý anh chị em thân mến của chuyện ngọc lâm thưa quý anh chị em vậy là chị lan vợ của anh trí đã bị ả tâm con của lão tránh phú hãm hại trên vong quỷ của chị lan đã quay trở về dương thế để hãm hại tâm do thương con của mình mà vợ chồng của lão tránh phú đã làm mọi cách để mà cứu rỗi cho đứa con ngang tàn của mình và để không làm mất thời gian của quý anh chị em ngay bây giờ chúng ta cùng theo dõi phần kết dị truyện được mang tựa đề Oán nghiệp bố chiều con của tác giả Đỗ Ngát qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Sau khi vừa uống bát nước xong, thì toàn thân của Tâm đã nổi hết những cái vết tím chằng chịt ở trên cơ thể. Ông bà tránh sợ hãi nhìn sang thầy Tài rồi nói: à, "Thưa thầy, như thế này là làm sao ạ?" À? Thầy Tài cười rồi nói: <cười> Ông bà không có hiểu sao đây là những vết đánh của con quỷ kia Nhưng bình thường không có ai nhìn thấy Bây giờ ta đã cho con ông bà uống bát nước bùa của ta Nên những vết thâm tím đó mới có thể nổi lên được Ông bà hãy cầm lọ thuốc này về Pha với nước cho cô nhà uống Sau hai hôm sẽ tự khắc khỏi Ông tránh nhận lấy lọ thuốc mà cảm ơn dối xít rồi hỏi Thưa thầy, vậy làm thế nào? để con quỷ ấy không có tìm về gia đình của tôi trả thù nữa vậy. Ông cứ yên tâm, tôi đã có định liệu riêng. Hai hôm nữa, ông hãy đi đến đây, đi một mình thôi đấy nhá. Còn bây giờ thì cô nhà hãy đeo cái dây này vào cổ, không được tháo ra dù bất cứ gặp chuyện gì. Hãy cầm lá bùa này, dán vào bốn góc nhà cho tôi. Đêm ngày hôm đó, lan lại tìm về tìm tâm nhưng khi cô mới đến cổng thì bị một luồng ánh sáng cản lại khiến cho cô bật ra bên ngoài cô ôm lấy thân mình mà đau đớn cô đứng dậy nhìn vào trong nhà đầy giận dữ cô nắm chặt tay mà hét đầy sự tức giận tiếng hét vang lên kinh dị đầy thê lương rồi nhân ảnh kinh dị từ từ biến mất trong cái màn đêm lạnh buốt đêm hôm đó tâm ngủ một giấc ngủ thật ngon Chí đang ôm con thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc đã vang lên ở bên tai. Mình ơi, em đau lắm. Em đau lắm. Ngay lúc này, Chí bật dậy nhìn xung quanh. Ngôi nhà vẫn cứ yên lặng. Bóng tối vẫn cứ bao trùm chỉ có ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu đang cháy. Chí dậy rồi ra hiên nhà giết thuốc lào. Ánh mắt cứ vô định nhìn vào trong cái màn đêm sâu hun hút từ xa một người đàn bà toàn thân ướt sũng mái tóc dài che nửa khuôn mặt đang nhìn về phía của ngôi nhà mà rơi ra hai dòng huyết lệ thời gian mà thầy tài hẹn cũng đã đến ông tránh y như lời thầy mà đã đi đến nhà thầy một mình sau một hồi nói chuyện thì ông tránh ra về mà trong lòng không có khỏi mừng rỡ nửa đêm bóng hai người đàn ông lầm lũi đi vào trong nghĩa địa của làng mỗ Hai người đó không ai khác chính là lão Tránh Phú và lão thầy Tài. Hai người tìm đến ngôi mộ của Lan. Lão thầy Tài rút ra một tấm bùa chú, rồi miệng thì lẩm bẩm những câu chú ngữ gì đó mà chỉ có lão nghe mới có thể hiểu nổi. Còn lão Tránh đứng bên cạnh nhìn thầy Tài chăm chú lắm, mà không hiểu lão thầy đang định làm gì. Lão thầy Tài vừa niệm chú xong, thì nhân ảnh quỷ dị của Lan đã hiện ra trước mặt của hai người. Thầy Tài thì bình tĩnh nhìn Lan, còn lão Tránh thì chạy núp sau lưng của thầy Tài, mặt toàn thân đã run lên bần bật. Chỉ là một con tiểu quỷ mà dám lộng hành sao? Hôm nay tao sẽ nhốt mày vĩnh viễn tại đây, không bao giờ cho mày được siêu thoát được. Tiếng của thầy Tài gằn lên từng chữ đầy sự uy quyền. <laughs> Rồi bỗng một tràng cười âm u, lạnh lẽo đã vang lên trong cái màn đêm tĩnh mịch khiến cho ai nghe được cũng phải rùng mình. Lan nhìn chằm chằm vào người đàn ông xấu xa rồi cô nói: "Chúng mày định giam cầm linh hồn của tao sao? Vậy xem, mày có tài đến đâu chứ?" Nói rồi, Lan lao vào, định dùng móng tay sắc nhọn của mình mà đâm vào yết hầu của tên thầy bùa kia. Nhưng khi cách lão có một gang tay, thì cô bỗng bị một luồng khí bao quanh lão đánh bật cô ra xa trên khiến cho cô ngã lăn ra mà ôm lấy ngực một cách đầy đau đớn trên tay của lão tài là một lá bùa màu đỏ cô không biết nó là bùa gì nhưng nó có uy lực rất mạnh lúc này nhân ảnh của lan không có còn quỷ dị như lúc trước mà đã quay trở về với hình dạng như lúc khi còn sống chỉ khác có một điều nhân ảnh của cô mong manh như là một làn xương mỏng manh quỷ khí của người của cô mới hình thành cho nên cô không phải đối thủ của tên thầy độc ác kia thấy Lan đã bị thương nằm ở trên nền đất, lão tránh lúc này thì mới nói: "Cái con kia chết rồi, mà không đi đầu thai siêu thoát mà còn ở đây hại nhà tao hay sao chứ? Thầy đánh tan hồn phách của nó đi cho tôi, đánh luôn dùm tôi cái đi." Lan tức giận nhìn lão tránh với ánh mắt vằn vện những tiêm máu đỏ rồi nói: "Là nhà mày âm mưu giết tao. Con mày muốn cướp chồng của tao. Tao làm quỷ, tao làm quỷ cũng không tha cho chúng mày đâu." rồi lan lao đến toàn giết chết lão tránh thì một đạo bùa của lão thầy tài đã phi thẳng vào người của lan khiến cho cô đau đớn mà ngã lăn ra đất lúc này tên thầy tài mới nói hãy ngoan ngoãn mà theo tao về làm tay sai cho tao chứ chống đối tao thì tao đánh cho tan hồn lạc phách đi đấy lúc này thì lan như cá nằm ở trên thớt cô đã bị tổn thương hồn phách chỉ còn lại có một nửa cô nghĩ tạm thời hãy cứ theo lão đã như vậy thì còn có cơ hội để có thể gặp lại chồng, gặp lại con. Không nhỡ may hắn đánh cho tan hồn phách thì cô không thể đầu thai được. Vậy là Lan đã miễn cưỡng gật đầu mà trong lòng thì đã dâng đầy thù hận, oán nghiệp mà rơi ra những dòng huyết lệ. Còn hai gã đàn ông khốn nạn kia thì cứ cười đắc chí Lão tránh lấy từ trong túi ra đưa cho tên thầy tài một túi vàng như đã thỏa thuận Tuy xót của lắm Nhưng được cái từ giờ Gia đình của lão không phải sống trong sự sợ hãi được nữa Còn tiền thì lão lại kiếm được từ những người dân nghèo Nên lão chẳng phải lo Bóng dáng hai người lại rời đi khỏi nghĩa địa làng mỗ Và đi về hai hướng khác nhau Khuất dần trong cái màn đêm đen đặc Còn tâm Dạo này không có bị hồn ma của Lan về quấy phá Nên nó ngủ ngon lắm Tinh thần thì thoải mái nên nó lại được sức mà quát nạt chửi mắng những người ở trong gia đình ai nấy nhìn nó đều lắc đầu ngán ngẩm nó lại ra sức mà theo đuổi anh chí khiến cho anh chí ngày càng khó chịu ra mặt nhưng con tâm thì mặt của nó dày hơn cái thớt đấy chứ hay nói đúng hơn là nó yêu anh chí đến độ mất hết cả thể diện rồi nhìn con gái đau khổ lẽo đẽo theo đuổi thằng khố rách áo ôm kia mà lại bị nó chối bỏ tình cảm Bà Tránh thì tức giận lắm, lại bàn với ông chồng. Ông này, cái con tâm nhà mình, nó lớn tuổi rồi, cũng cần có nơi có trốn. Chứ nhìn nó hao mòn vì cái thằng bỏ mẹ kia, tôi thì là tôi đau lòng lắm. Rồi bà Tránh lại sụt sùi lấy cái tay áo chấm chấm mấy giọt nước mắt, rồi lại thở than. Còn tôi, nó là lá ngọc canh vang, chứ có phải là cái phường cùng đinh mặt hạng đâu cơ chứ. Ông xem như thế nào mà xem Sang nhà thầy Tài Nhờ thầy ý, ý giúp xem sao chứ Ông tránh thì câu mày nói Thầy chỉ bắt ma Chứ cái việc phần này Thì chắc là thầy không có làm được đâu Bà tránh nhổ cái bãi nước trầu đỏ quạch vào trong cái âu đựng nước Rồi chu cái mồm đỏ quạch lên mà nói Ông chả biết cái gì hết Thầy giỏi như vậy Thì kiểu gì chả biết làm bùa cho thằng Chí nó chịu lấy con gái của mình chứ Chứ để con như vậy tôi làm sao mà chịu nổi được Bà tránh lại lấy ra cái tay áo chấm chấm mấy cái giọt nước mắt còn chưa kịp rơi Thấy vợ như vậy ông tránh bèn nói Tôi được rồi để mai tôi sang nhà thầy một chuyến xem sao vậy Bà tránh nghe chồng nói như vậy thì vui ra mặt Sáng sớm ngày hôm sau Lão Tránh Phú đã sửa soạn để sang nhà thầy Tài từ sớm lắm. Có phải chỉ có mình vợ lão sốt ruột đứa con đâu Mà lão cũng lo cho nó lắm đấy chứ Tưởng ông có chuyện gì to tát lắm mới tìm tôi Chứ chuyện nhỏ đó tôi đầy búng tay một cái là xong Giọng của lão thầy tài vừa nói vừa cười Khi nghe việc của lão tránh nhờ việc giúp mình Còn lão tránh khi nghe thầy tài nói như vậy Thì lão vui mừng ra mặt Rồi đặt lên trên bàn một túi tiền và nói <laughs> Dạ tôi có một chút mong thầy nhận cho, rồi giúp đỡ cho cháu nó. thầy tài nhìn túi tiền rồi gật đầu, nhưng trong lòng của lão nghĩ, gơm cái con lợn nái kia mà không dùng bùa thì có mà ma nào nó trả thèm rước cái chứ? chỉ tội cho cái thằng mà nó chuẩn bị yểm bùa để lấy nó làm vợ mà thôi. rồi lão thầy tài lên tiếng, um, ông cứ về lấy cho tôi cái áo của cái người mà con ông muốn lấy làm chồng đi rồi mang đến đây cho tôi. Ờ à, dạ, thưa thưa thầy, ngày ngày mai tôi sẽ mang đến cho thầy ngay ạ." À? Nói xong, lão tránh vội vàng đi ra về ngay. Khi lão tránh đã khuất sau cánh cổng, lúc này thì lão Tài mới đổ túi tiền ra mà lúc nãy lão tránh đã đưa mà nhìn rồi đếm rồi cười lên một cách hạnh phúc. Có một đôi mắt đã chứng kiến toàn bộ sau cánh cửa sổ khi không còn sự gì thì nó mới rời bước quay đi. Vừa về đến nhà, Lão Tránh đã vui mừng mà gọi vợ và con gái vào để thuật lại lời của thầy Tài vừa nói và để lên kế hoạch mọi chuyện. Chả biết chúng nó bàn nhau cái gì mà ba người nhà của nó cứ thế mà cười khanh khách như thể là vui mừng lắm. Con Tâm ra phía sau vườn, nơi mà Chí đang cuốc đất để gieo mấy cái luống rau nhìn thấy anh cởi trần mà nó cứ đứng ngây người ra mà nhìn, rớt rãi thì thè lẻ. Ánh mắt của nó dán chặt trên cái khuôn ngực vạm vỡ đang lấm tấm mồ hôi mà thầm ao ước. Ừ, giá như mình nằm trong cái vòng tay săn chắc kia thì thích quá nhỉ. Gớm, người đâu mà vừa khỏe lại vừa đẹp trai như thế chứ. Con ả à cứ đứng đó mà ngắm, mà nhìn, mà ước đến nỗi tí quên lời của bố nó dặn là lấy cái áo của Chí mang về cho ông. Cô chủ đứng đây làm gì đấy ạ? À? Tiếng của con sen hỏi, làm cho con tâm giật mình mà trở về với thực tại. Ờ, ta, 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 cho người làm. Mày, mà, mà, mà cái con này bố láo thật. Tao làm thì cứ kệ mẹ tao. Ai cho mày hỏi hả? Tao lại đánh cho một trận bây giờ chứ. Không mau cút đi mà làm việc. Con đứng ngay ra đấy làm gì à? Con sen nghe thế vậy thì liền chạy ngay đi. Chứ không ở lại lại bị ăn đòn như chơi ấy chứ. Con Tâm nhìn vào cái áo của thằng Chí vắt trên cành cây thì liền rón rén đi tới, nhìn quanh không có ai. Còn Chí thì vẫn còn đang mải mê làm việc, nó liền lấy tay rút ngay cái áo, giấu vào trong người rồi chạy tót về phòng ngay. Về đến phòng, nó lấy cái áo của Chí ra mà giờ lên rồi nhìn cười. Nó đưa cái áo lên mũi mà hít mà hà, hít lấy hít để cái mùi mồ hôi của Chí còn vương trên đó. Mồm thì không ngừng khen Ngay cả cái mùi mồ hôi Mà còn thơm thế này nữa là Anh sắp là của em rồi đấy Rồi con đàn bà xấu xa Cứ ôm cái áo mà cười Hết cười Lại đưa lên mũi Mà hít Mà ngửi Ngửi xong Rồi lại cười Lão tránh đặt cái áo của Trí lên trên bàn rồi nói Dạ thưa thầy Đây là cái thứ Mà thầy đã yêu cầu đấy ạ à? uhm, Tốt Tốt lắm Ông cứ yên tâm nha. Nội trong một tháng thì con ông sẽ được toại nguyện mà thôi. Còn bây giờ thì ông cứ yên tâm mà ra về và chờ đợi tin vui. Hai người đàn ông phá lên cười khi mục đích đã đạt được. Lan nghe thấy hết toàn bộ cuộc nói chuyện của lão Tránh và tên thầy tài, cô rất tức giận khi họ sắp bày mưu hãm hại chồng cô, nhưng cô bị giam ở nhà lão thầy tài mà không thể trốn ra ngoài được, bảo vệ cho chồng cô cô đau đớn gục mặt mà khóc thằng bé mà lão tài nuôi để giữ nhà nhìn thấy lan khóc nó tiến đến rồi an ủi cô đừng có khóc nữa con nhìn thấy cô sao giọng của lan ngạc nhiên hỏi thằng bé không có trả lời chỉ gật đầu một cái rồi nó đi vào trong nhà vì nó biết nếu nói chuyện với hồn ma mà bị lão tài bắt được thì nó sẽ bị lão đánh anh trí ơi Nghỉ tay vào uống nước đã Giọng của Tâm đã gọi từ xa Khiến cho Chí giật mình mà quay lại Nó đưa cho Chí bát nước Nhưng anh Chí đã vội nói Cô không cần mang nước cho tôi đâu Tôi ra giếng uống nước cũng được Tâm đưa bát nước ra trước mặt Chí rồi nói Anh không uống Em không có về đâu Lúc này Chí chỉ biết đón lấy bát nước mà uống liền một hơi Chứ để cô chủ đứng đây lèo nhào Thì chả làm được việc gì cả Chỉ tổ bực mình mà thôi Nhìn Chí uống hết bát nước Thì con Tâm có vẻ vui lắm Nó quay cái thân hình lợn xề của mình Mà đi ra về Nhưng trước khi đi Nó còn nhìn Chí với cái ánh mắt đưa tình Khiến cho Chí nổi hết cả da gà da vịt Sáng ngày hôm sau Cũng như là mọi hôm Chí dậy cho thằng cò ăn sáng Rồi còn đi làm Nhưng hôm nay nhìn anh khác lắm Ánh mắt cứ đờ đẫn Không có còn cười nói với con như mọi hôm Thậm chí thằng cò con của anh còn nhận ra được sự khác thường của bố nó. Nhưng nhìn cái vẻ mặt không vui của bố, nó cũng chẳng dám hỏi nhiều, sợ bố sẽ mắng cho. Sáng ngày hôm nay, con Tâm thì dậy từ sớm. Nó chọn bộ quần áo lụa màu trắng đẹp nhất để mặc. Nó đứng ngoài sân, cứ đi ra đi vào, mắt thì cứ hướng ra ngoài cổng, như thể mong chờ một điều gì đó. Ông tránh nhìn thấy con gái như vậy Thì liền nói với vợ Nhìn kìa Nhìn đứa con vàng con bạc của bà cái kìa Ai đời con gái con đứa Cứ thấy trai là cứ tớn tớn hết cả lên Đàn bà thì phải giữ giá chứ Đằng này cọc lại đi tìm châu Bà tránh nghe chồng nói như vậy Thì cong môi lên cái Vâng Thế nó là con tôi Chả nhẽ không phải là con của ông Ngót ba mươi rồi còn gì Mà ở đấy giữ giá Tôi mà không có dụ ông sang nhà thầy Tài Thì có mà ông xây miếu mà thờ con của ông Chứ ở đấy mà nói hay Thấy vợ giận ông tránh lại cười Rồi lại nịnh nọt ngay Ây 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 Thì tôi chỉ nói có như vậy Chứ chi bà đã nặng lời như vậy chứ Vừa thấy Chí đến Tâm đã vội vàng chạy lại hỏi ngay Ơ à kìa anh Chí Anh đã ăn sáng chưa vậy Rồi Chí đáp gọn lọn Con Tâm lại nói Ờ, anh thấy tâm mặc bộ này có đẹp không Có Chí đáp lại trống không Đôi mắt thì vẫn cứ đờ đẫn một cách vô hồn Nhưng như vậy cũng đã đủ làm cho con tâm vui cười mà toát cả miệng Để lộ cái hàm răng khấp khảnh Cái thỏ, cái thụt vàng khẽ Dần dần Chí cứ như cái xác không hồn Cứ thất thểu suốt ngày Ai nói gì cũng gật Còn cái tâm thấy Chí như vậy thì cảm thấy thích thú lắm Vì người của nó thương không còn cái thái độ xa lánh hay lạnh nhạt đối với nó Mà giờ đây dù nó có cầm tay hay dựa vào khuôn ngực rắn chắc của Trí Anh cũng mặc nhiên để im mà không hề phản kháng hay là đẩy con tâm ra Con tâm cảm thấy hạnh phúc lắm Nó cứ ngỡ như Trí đã hiểu tình cảm của nó đã dành cho anh Và anh cũng đã đón nhận tình cảm của nó Mà không hề nhớ ra rằng nó phải yểm bua để có được cái thứ tình cảm này mà thực ra vẫn chỉ có nó có một mình tình cảm mà thôi. Là nó đang ngộ nhận Chí cũng đang yêu nó. Chứ thực chất Chí bây giờ đã không có còn ý thức. Anh Chí thương tâm có thật không? Chí gật. Vậy anh Chí lấy tâm nhé. Chí cũng gật. Con tâm bỗng cười lên một cách điên dại sung sướng, rồi nó ôm chầm lấy Chí, nó không biết rằng Điều nó hằng mong chờ giờ đây nó đã có. Nhưng điều đó có lẽ là sẽ là điều kinh hoàng nhất trong đời của nó, lấy đi mạng sống của gia đình nó mà nó không bao giờ có cơ hội để có thể hối hận lại được nữa. Còn ánh mắt của Chí lúc này vẫn cứ vô hồn đang nhìn vô định vào khoảng không bao la. Vậy là đám cưới đã được tổ chức sau đó không lâu. Làng trên, xóm dưới Ai cũng háo hức ra xem Thậm chí những người làng bên cũng sang xem Ai cũng dì dào bàn tán Và ngạc nhiên lắm Đám cưới nhà ông tránh có khác To thế cơ chứ Gớm To thì nhà chúng nó hốc nhiều Chứ có cho dân nghèo chúng mình miếng nào đâu cơ chứ Mà tôi chả hiểu sao Cái nhà anh trí kia Lại rước con không răng người Mà cũng chẳng răng ngợ Để về làm vợ thế nhỉ Kiểu này lại khổ thằng cò mà thôi chứ cái ngữ ấy thì thương sao nổi con chồng cơ chứ Ôi, tôi nghĩ là thằng chí lấy nó vì của cải mà thôi nhà ông Tránh có mỗi mình con tâm mà lại nên của cải trước sau gì chả cho nó thằng chí chả được hưởng sái của vợ vài ba thằng thanh niên thì đứng một chỗ cũng bàn tán một cách sôi nổi lắm một thằng trong số đó nói với cái giọng như mỉa mai ừm uhm, tôi phải phục anh chí sát đất đấy phải có can đảm lắm thì mới dám lấy cái con lợn xề đấy về làm vợ. Chứ loại đấy có cho tôi cả núi tiền tôi cũng chả dám. Một thằng khác thì lại lên tiếng góp lời. Chứ cái chân kia nó mà gác lên người á thì chỉ có mà tắc thở hay lòi ruột mà chết mà thôi. Tôi là tôi chỉ cần cái con mái già nhà tôi mà thôi. Thế là đã hạnh phúc lắm rồi. Rồi cả bọn cười huyên náo cả một góc. Ông bà tránh lẫn họ hàng nhà lão thì ai ai cũng vui mừng mà cười nói hà hê nhất là con tâm có lẽ từ sáng tới giờ nó chưa ngậm được cái mồm lại cứ như thể nó muốn cả làng này biết nó đang hạnh phúc giường nào một thứ hạnh phúc mà phải giết người để có được cái thứ tình cảm đó chỉ tội cho anh chí với một khuôn mặt vô hồn không có cảm xúc gì dù vui hay buồn cũng như gia đình của nhà anh mà cũng chẳng có ai vui mừng hay chúc phúc cho cuộc hôn nhân này. Dường như họ không có quyền quyết định có hay là không, mà chỉ biết nghe theo sự sắp xếp của nhà ông tránh mà thôi. Còn bố mẹ của Lan đứng trong sân nhà mình mà nhìn đoàn người rước dâu đi qua nhà họ thì không ngừng khóc vì tiếc thương cho con gái của mình số kiếp đã bạc mệnh và trách mắng thằng con rể bội bạc. Hà, chị gái của Lan thấy mẹ vậy thì liền chạy ra đỡ lấy người mẹ tội nghiệp của mình vào trong nhà. Từ ngày lan mất đi, bà như một cái cây khô héo đi từng ngày. Mà nay lại nhìn thằng con rể của mình mà nhất mực tin tưởng, yêu thương mà đã gả con gái cho, nay vì ham danh lợi mà mới qua có một trăm ngày mất của vợ mà đã đi lấy vợ mới, thì lòng bà càng đau đớn biết bao nhiêu. Bố Lan trong lòng cũng đau đớn lắm Khi nhìn nhà người ta đang kèn trống rộn rã Mà nghĩ về cái thân phận của con gái mình Ông không có bộc lộ rõ nỗi đau đớn ra như vợ Nhưng sâu thẳm trong lòng của ông Có lẽ nỗi đau còn nhiều hơn bà nữa cơ Nhìn mọi người đang vui vẻ chúc tụng nhau Trong góc bếp có một con mắt đang ướt nhẹp nhìn mọi thứ diễn ra Tuy nhỏ tuổi nhưng thằng cò cũng đủ hiểu đang diễn ra chuyện gì nó đau lòng mà đứng nép ở trong bếp cũng không có một ai giờ đây nhớ đến cái sự tồn tại của nó nữa ngay kể cả bố nó nó ngồi xuống mớ rơm hai tay thì ôm lấy thân thể của mình mà nhỏ những cái giọt nước mắt đầy sự sợ hãi nó không biết ngày mai sẽ ra sao liệu bố có còn thương mình hay không nó nhớ mẹ bất giác nó gọi mẹ ơi mẹ ơi linh hồn của lan tại nhà lão tài lúc này thì bất giác giật mình khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc ở bên tai cô khóc những dòng huyết lệ thi nhau rơi ở trên khuôn mặt mờ ảo cô đừng khóc một giọng nói trẻ con đã vang lên lan quay lại nhìn thằng bé đã được lão thầy tài nhặt nuôi đang đứng ở phía sau của cô ánh mắt của nó nhìn cô đầy thương cảm nhưng ấm áp một cách lạ thường con tên là gì lan hỏi dạ tên thóc ạ à? thằng bé nhìn Lan rồi mỉm cười đầu cúi xuống thằng bé thóc hiểu cái cảm giác của cô lúc này vì vốn dĩ nó không phải là một đứa trẻ bình thường cô có muốn gặp con của mình hay không Lan ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn nó tỏ vẻ ngạc nhiên đầy nghi hoặc rồi nói có chứ cô rất muốn nhìn thấy con của mình nhưng cô không thể ra đây được Nơi đây đã bị tên thầy kia phong ấn Cô không tài nào có thể thoát ra được Thóc chỉ lan rồi cười nói Con có thể giúp cô Nhưng cô chỉ có thể đi một canh giờ Nếu lâu hơn sẽ bị phát hiện Nếu ông ta biết con giúp cô Ông ta sẽ giết con mất đấy Lan mừng rỡ nói Cô sẽ về sớm Sẽ không để liên lụy đến con đâu Rồi thằng bé đọc một câu chú ngữ gì đó Mà Lan không thể biết được Một làn xương trắng đã xuất hiện ngay trước mặt của cô. Cô hãy đi theo làn xương này và đừng ra khỏi nó, nếu không là sẽ bị phát hiện đấy. Lan nhìn thẳng bé rồi nở một nụ cười hiền từ như đồng ý và thay lời cảm ơn. Không hiểu thóc dùng thuật gì mà cô có thể đi dưới ban ngày mà hồn phách của cô không có làm sao cả. Cô tìm về đến nhà nhìn cảnh đám cưới nhộn nhịp mà cô thấy nhói ở trong tim dù nhìn chồng cô cô biết anh đang bị yểm bùa nhưng cô chỉ có thể đứng nhìn chồng mà chưa đủ sức để có thể giúp được anh ở trong đám cưới này có lão tài nên cô không có dám dùng linh lực của mình để tìm con nếu không sẽ bị lão phát hiện mất cô chỉ có thể lướt qua từng người để tìm con nhìn mãi nhìn mãi cũng không có thấy con của mình đâu lúc đi đến gần bếp cô chợt bỗng khựng lại là tiếng khóc dấm dứt ở trong đây trật lan đã reo lên cò, cỏ, cò ơi rồi cô tiến vào trong bếp con cô thằng bé đang ngồi co do mà khóc cô nhìn nó mà tâm can đau đớn cô chỉ dám đứng một góc mà nhìn con cô muốn hiện diện ra để mà động viên con nhưng cô đâu biết điều đó là rất nguy hiểm vì sẽ bị lão tài phát hiện ra cô nhìn con với ánh mắt âu yếm mang đầy nhớ thương vì lâu ngày không có được gặp được nhìn con cô muốn nhìn thật lâu lâu cho thỏa cái nỗi nhớ con vì không biết sau này có còn cơ hội để gặp được con hay không nhưng thời gian một canh giờ cũng đã dần hết cô sẽ phải quay về bé thóc vẫn đứng đó để mà đợi lan nhưng khi cô nhìn thằng bé thì cô phát hiện ra lúc này khuôn mặt của nó xanh xao hơn trước cô bèn hỏi con có sao không? Nhìn sắc mặt của con có vẻ không tốt. Con không sao." Nó trả lời vội rồi quay bước đi. Nhìn theo bóng lưng của nó, Lan đã vội hỏi với theo. "Lúc nãy con không sợ cô trốn mất hay sao?" Nó nghe thấy vậy thì liền dừng lại trả lời, nhưng không hề quay lại nhìn Lan. "Con tin cô." Rồi nó đi thẳng vào trong nhà, còn linh hồn của Lan thì đứng đó với bao nhiêu thắc mắc mà không có câu trả lời tại sao thằng bé đó lại có thể giúp mình che đi âm khí để không bị phát hiện tại sao nó sống trong ngôi nhà này toàn âm khí mà không bị làm sao vậy là giây phút con tâm mong chờ cũng đã tới nó hồi hộp ngồi trong buồng chờ chồng nhưng đợi mãi đợi mãi mà chẳng có thấy trí đi vào nó bèn đi ra tìm thấy thì thấy trí đang nằm ngủ ở bên cạnh thằng cò Hai bố con thì ngủ say lắm Nó bực dọc mà lê cái thân ục ịch đi vào trong buồng ngủ Nhưng nằm mãi mà chẳng ngủ được Cứ lật qua lật lại mà chằn chặt Hình ảnh của Chí thì cứ ám ảnh trong đầu của nó Với lại do lạ giường nên nó chẳng thể ngủ được Cứ nghĩ đến việc ngày xưa Lan cũng đã từng nằm trên chiếc giường này Bất giác trong lòng của nó nổi lên cái nỗi sợ hãi Từ trong buồng bước ra cả cơ thể còn đang mệt mỏi vì ngày hôm qua thì con tâm người thấy có một mùi thức ăn thơm phức. Cô chủ dậy rồi à? Con đã múc nước cho cô rồi. Cô ra giếng rửa mặt cho mát. Người vừa nói là con sen. Vì sợ con gái của mình đi lấy chồng vất vả nên ông bà tránh đắc cử con sen sang để phục vụ cho nó. Ờ, cứ để đấy lát tao ăn. Mà mày sang từ lúc nào vậy? Dạ con sang từ sớm Để chuẩn bị bữa sáng cho cô chủ ạ Sau khi Tâm vệ sinh cá nhân xong Thì cả nhà ngồi ăn sáng Tâm gắp một cái đùi gà cho chồng Một cái cho mình Nó dùng Anh ăn đi Ăn nhiều thịt vào Ăn như vậy thì mới khỏe chứ Thằng cò nhìn mâm cơm hôm nay nhiều thức ăn thì thèm lắm Suy cho cùng Thì nó vẫn là đứa trẻ Nó gắp một miếng thịt gà thì bị con Tâm liếc xéo một cái Làm cho nó sợ mà buông đũa xuống. Con ăn nhiều rau và trẻ em phải ăn rau nhiều thì mới tốt đấy nhá. Thằng cò gật đầu rồi và vội bắt cơm cho thật nhanh. Anh chí thì cứ ăn cơm mà không để ý đến con tâm. Thậm chí cả thằng cò con của anh. đơn giản vì trí bây giờ là đã mất một nửa hồn vía nên thần trí của anh bây giờ chỉ như một đứa trẻ mà thôi. Nhanh, nhanh lên. Hôm nay mà không xong. Thì tao trừ mẹ tiền công đi đi nhá Giọng của con Tâm quát mấy người thợ mộc mà nó thuê về Hôm đầu tiên về nhà này Nó đã cho thay hết tất cả bàn ghế ở trong nhà Thậm chí nó còn bắt đóng cái ghế thật to Và thật chắc nhất có thể để nó ngồi cho chắc chắn không thì lại ngã ra thì khổ nó đã cho thay chiếc giường cũ của vợ chồng anh trí bằng chiếc giường xoan đào mới và rộng hơn để vừa thân hình của mình mọi đồ đạc ở trong nhà đều được thay mới thành thử ngày hôm nay nhà anh trí người ra người vào tấp nập lắm duy chỉ có giường của thằng cò nằm ở ngoài nhà thì nó không có thay mới ăn cơm xong con tâm đã kéo trí vào trong buồng từ sớm ngoài hiên con sen với thằng cò ngồi nói chuyện mấy chuyện linh tinh con sen thì rất quý thằng cò trong nhà này chắc chỉ có mình con sen là còn quan tâm đến nó mà thôi trong buồn ngủ, con tâm nhìn Chí với ánh mắt như mời gọi. Nhưng Trí thì cứ ngồi y ra đấy, vẫn cái ánh mắt đờ đẫn khờ dại. Con tâm cứ thế, nó chả đợi Trí chủ động mà lao vào rồi ôm chặt lấy anh. Mà hôn tới tấp lên mặt của anh, lên trán của anh, lên mồm, lên mũi của anh. Nó cởi phăng cái áo của Chí ra, rồi tự cởi quần áo trên người của mình. Nó áp cái thân béo tròn nùng nục của mình như một cái cây thịt vào sát người chồng của mình nhưng lạ thay chí vẫn cứ như vậy không có đẩy nó ra hãy ôm lấy nó mặc cuồng nhiệt như nó nghĩ sự thất vọng tràn ngập khiến cho con tâm chán nản nó lấy tay dí vào chán của chí rồi nói như là mỉa mai hm, tưởng như thế nào nhìn người thì đâu có đến nỗi chỉ được cái mã bề ngoài nó mặc lại quần áo mà nằm ngủ mặc kệ chồng cứ ngồi đấy như là một pho tượng không hơn, không kém. Thầy bu ơi, con khổ quá, con khổ quá. Sao số con nó lại hầm hưu như thế này cơ chứ? Sáng sớm đã thấy con gái sang gạo khóc kể khổ. Bà tránh bỗng thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi. Sao? Sao? Thế lại có chuyện gì? Nói cho thầy Bù nghe xem nào. Làm gì mới có hôm thứ hai lấy chồng mà đã như vậy rồi chứ? Ông tránh ngồi bên thì thấy con gái chưa gì đã phải chịu ấm ức như vậy Thì nói Đứa nào Đứa nào dám động đến con của tao Thầy là thầy băm nó ra thành trăm mảnh cho chó nó ăn đấy chứ Nghe đến đây Thì con tâm lại càng gào khóc to hơn Như mang nhiều tuổi thân ấm ức lắm Nhưng dù ông bà tránh có nói gì Thì nó cũng nhất định không có nói nguyên nhân Ông bà tránh lại rất lo cho con gái Khóc chán khóc chê thì con tâm lại cắp cái thân ra về mà trong lòng thì vẫn cứ ngổn ngang bao suy nghĩ À thấy tủi thân cho cái phận của mình có chồng mà cũng như không sẵn cơn bực mình ở trong người về nhà thấy thằng cò đang ngồi ăn cái củ khoai luộc thì nó lao đến giật ngay cái miếng khoai đang ăn dở trên tay của thằng cò mà quẳng ném ra ngoài sân rồi ả à, bỗng gào giống lên ăn ăn suốt ngày ăn mày không làm được cái gì mà mà chỉ có suốt ngày ăn như vậy chứ Hay là mày muốn tao nuôi báo cô mày hay sao Con sen Con sen đâu rồi Ra đây cho tao nào Dạ Cô cho gọi con ạ à? Con sen vội vàng chạy từ trong bếp ra mà đáp Nhìn thấy con sen Tâm lao vào tát cho con sen một cái nổ cả đom đóm mắt Làm môi của nó rơm rớm một chút máu Lúc này toàn thân của nó run lên vì sợ Con sen vội vàng quỳ dạp trên nền đất mà thưa Mà lại Dạ con xin cô ạ à, con xin cô tha cho con ạ à. cái con chết dẫm này ai cho mày đưa khoai của tao cho cái thằng danh con kia nó ăn chứ chắc là tao thừa của hả tối nay mày nhịn cơm cho tao đấy con sen nhìn theo bóng của cô chủ đi vào trong nhà nó nhìn theo mà chẳng thèm cất lời cầu xin vì nó hiểu có xin cũng chẳng được thằng có đứng đấy miếng khoai đang nhai dở mà cứ nghẹn lại ở trong cuống họng không thể nuốt trôi nổi nó nhìn chị sen mà rơm rớm nước mắt nó sợ khi nhìn thấy cái cảnh này lắm thằng cò đi đến bên sen đưa cái bàn tay nhỏ lau cái vết máu ở trên mồm của sen con sen nhìn thằng cò nở nụ cười hiền hậu rồi xoa đầu của nó mặc cho những giọt nước mắt vẫn cứ lã chã lăn rơi vậy là con tâm đã về làm vợ của anh chí đã mấy tháng nay rồi nhưng thực chất nó chưa được hưởng cái cảm giác làm vợ một giây phút nào hết. Nó chỉ nhận được cái sự thờ ơ ngây dại từ người chồng. Có chồng mà cũng như không. Anh Chí thì suốt ngày đi lang thang khắp làng, nhiều lúc còn không biết đường về. Con Sen cùng thằng Co phải đi tìm về. Còn con Tâm thì lúc đầu thương chồng, còn tìm thầy tìm thuốc để mà chữa cho chồng nhưng không có kết quả. Lâu dần nó cũng chả đoái hoài đến anh nữa cứ tối đến nhìn sang bên cạnh thấy chồng nằm lăn ra nó ngủ thì lại hậm hực bao nhiêu cái sự tức giận nó lại đổ dồn lên đầu của thằng cò con tiếng của mụ tâm rít qua kẽ răng mà gằn lên từng giọng. thế thằng cò đâu mấy giờ rồi mà vẫn còn ngủ hả không mau dậy mà băm bèo nấu cám cho lợn hay sao chứ nghe thấy tiếng của mẹ gọi cò vội vàng bật dậy rồi chạy ngay ra để và đi làm việc nhà mà không có dám ăn tạm bát cơm nguội cho đỡ đói bụng vì sợ mẹ đánh. Vốn là đứa trẻ ngoan nên nó rất biết nghe lời hay nói đúng hơn là cam chịu do thiếu thốn tình yêu thương của mẹ nên lúc bố mẹ đưa tâm về nó rất vui. Nó nghĩ từ nay mình có mẹ như các bạn rồi, mẹ sẽ yêu thương mình. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của một mình nó mà thôi. Và trái ngược với suy nghĩ khát vọng được yêu thương của nó Là những câu mắng chửi Là những vết roi cũ trồng lên vết roi mới suốt những ngày tháng qua Ánh mắt của nó nhìn tâm bây giờ không có còn chiều mến Hay hy vọng được yêu thương Mà giờ đây thay vào đó chỉ là nỗi sợ hãi và hận thù mà thôi Nó bê rổ bèo to đùng đến vẹo cả sườn Bước đi siêu vẹo vào đến sân con sen nhìn thấy vậy thì liền chạy lại đỡ cho thằng bé nhưng con sen chưa kịp đỡ lấy rổ bèo thì con tâm đã quát cái con kìa mày đi làm việc của mày đi để đấy cho nó tự làm ở nhà này muốn ăn thì phải có làm nghe rõ chưa cái chữ ăn của con tâm chỉ là ít cơm thừa canh cặn mà nó ăn thừa rồi cho con sen với thằng cỏ ăn khi thì ít cơm cháy nguội tanh cứng ngắc hay chỉ là cái củ khoai Củ sắn mà thôi Hôm nào may mắn được thì có bát cơm nguội chan nước lã ăn với mấy quả cà Vậy mà hai chị em vẫn cứ ăn một cách ngon lành Trước khi con Tâm có mặt trong ngôi nhà này Thì thằng có béo tốt là như vậy Nhưng giờ đây gầy nhom, xanh sao Nhiều hôm con Sen phải ôm cái bụng đói để mà đi ngủ Để mà dành phần mình cho thằng bé ăn cứ thế hai chị em cùng nhau trải qua những cái trận đòn roi, những cái ngày đói khổ với nhau, trao cho nhau tình người ấm áp trong cái ngôi nhà bé nhỏ này. Cho tới một hôm sáng sớm tinh mơ, con Tâm đã đứng ở ngoài sân vườn rồi chửi đồng một thôi một hồi, rồi đứng thở mệt hắt ra, mồ hôi thì chảy ra ướt sũng cả cái áo mấy chị đi ngang qua nhìn thấy vậy thì mới thì thầm với nhau ê cái loại đấy à cho trộm nó lấy mất mẹ đi người đâu mà xấu cả người xấu cả nết cái kìa kìa nhìn kìa nhìn kìa chửi nhiều quá nên mệt không thở nổi hốc cho lắm vào chỉ tội nghiệp cho bố con của thằng cò mà thôi mà chả hiểu cái ông chí ông ấy nghĩ cái gì mà đi rước cái con bỏ mẹ này về ấy nhỉ cái con này như là khắc tinh ấy từ ngày nó về làm vợ của thằng chí thì thằng trí cứ như là điên điên khùng khùng ấy ến khổ cơ mấy bác vừa bàn tán đến trí thì anh từ xa cũng đã lững thững đi về quần áo thì sộc sạch tóc tai thì bù xù cả người thì hôi hám cái thân hình vạm vỡ ngày xưa giờ đây đã tong teo nhìn trông đến là tội con tâm nhìn thấy chồng về thì lừa một cái rồi đi vào bên trong nhà giờ nó thực sự chán chồng hay đơn giản nó thấy hối hận khi đã lấy phải trí ôi trời ơi làng nước ơi làng nước ơi ra đây mà xem chồng với chặt con chả được cái tích sự gì đây này cái số tôi đúng là bông hoa nhải cắm phải bãi phân châu mà sẵn cái cơn bực dọc ở trong lòng con tâm lại gào lên ầm ĩ mà than thân trách phận trách cho cái số chuân chuyên của nó mà chẳng hay tất cả mọi sự của ngày hôm nay đều do nó mà thành con tâm càng lúc thì lại càng độc ác đối xử với chồng con không ra thể thống gì luôn đánh chửi thằng bé mỗi khi thằng bé làm sai dù là chuyện nhỏ nhất để thỏa cái cơn bực giận ở trong lòng hôm đó mây đen răng kín cả bầu trời biết trời sắp đổ cơn mưa thằng cò lùa nhanh mấy con trâu về nhà cho kịp để kết quần áo kẻo cơn mưa xuống ướt hết thì về mẹ tâm lại đánh cho chết nhưng không may cho thằng cò là không có về kịp trước khi cơn mưa đổ xuống cơn mưa bóng mây mùa hè qua rất nhanh bầu trời lúc này cũng đã ngả nghiêng về chiều những vạt nắng yếu ớt cũng đã sắp lụi tàn đi lúc này tâm và con bé sen cũng vừa từ nhà ông phú trở về mụ nói với con sen mau đi nấu cơm nấu nước đi thịt lợn mang kho tàu cho tao gà luộc đừng có nhừ quá không thì liệu thần hồn đấy con tâm đi lấy quần áo để tắm thì nhìn thấy quần áo phơi từ sáng đến bây giờ vẫn cứ ướt sũng như mới giặt bà máu sáu cơn nó liền quát cái thằng danh con kia đâu rồi mày vác cái xác lên đây cho bà bảo nào thằng cò nghe thấy vậy thì sợ sệt khoanh tay dạ mẹ mẹ gọi con ạ à? từ sáng mày ở nhà hay mày chết thây ở đâu ra mà bây giờ mới giặt quần áo hả giọng của con tâm rít qua kẽ răng mà gằn lên từng câu đầy cái sự tức giận dạ thưa mẹ con con giặt từ sáng nhưng nhưng vì trời đổ mưa con đi chăn trâu không có kịp về nên đã bị dính nước mưa con vừa mới giặt và phơi lại ạ à, thằng danh này bé tí mà đã nói điêu hôm nay tao phải cho mày một trận thừa sống thiếu chết cho cái tính bú láo của mày đi rồi con tâm lấy cái roi mây đã được mụ mang về từ nhà ông tránh để lúc nào thằng con chồng mà có sai thì để nó mang ra mà dạy cứ thế thân thể nhỏ bé của nó phải hứng chịu từng nhát roi ráng xuống người thằng bé đau đớn hét toáng lên quỳ xuống rồi cầu xin con lạy mẹ mẹ tha cho con ạ à. mẹ tha cho con con lạy mẹ nhưng người mà thằng bé gọi là mẹ kia nào có để tâm đến những lời của nó nó vẫn cứ đánh cứ chửi Lúc này con sen từ trong bếp chạy ra Nhìn thằng bé nằm lăn ở trên nền đất Ôm lấy thân mình đầy đau đớn Thì nó quỳ xuống ôm chân của con tâm mà cầu xin Ô, Con xin cô, con xin cô Cô đánh như vậy nó chết mất ạ à? Con xin cô, con xin cô Thấy con sen như vậy Con tâm coi chân hất mạnh con sen ra rồi nói Cút, cút nhanh ra cho bà nào Nói rồi Nhưng nhát roi lại vung lên một thân thể yếu ớt ôm chầm lấy che cho thằng cỏ. Những cái vết roi quất xuống mỗi lúc một mạnh hơn. Những vết áo rách dớm máu lúc này mỗi lúc một nhiều hơn. Bên nhau à? Bên nhau thì bà cho chúng mày bên nhau luôn cả thể này. Người che những nhát roi đó cho cỏ không ai khác chính là con sen. Nó dùng cả tính mạng của mình, dùng cả tình yêu thương của mình để bao bọc lấy đứa trẻ tội nghiệp kia. Mấy người hàng xóm nghe thấy tiếng la hét, tiếng chửi rùa bên nhà anh Trí thì cũng đã thập thò ngoài cổng rồi nhỏm ngó. Đấy, nó lại đánh thằng bé tội nghiệp rồi kia kìa, đến khổ cơ chứ lại. Chả hiểu sao, anh Chí lại rước cái con rời đánh thánh vật này về để rồi nó hành hạ con cơ chứ. Đúng là, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời gì ghẻ mà thương con chồng. Khi một bác vừa dứt lời thì một cô đã lại lên tiếng Cái con này Nó có thương ai bao giờ đâu cơ chứ Lòng dạ của nó Vứt cho chó nó thả đi Rồi rời quả báo cho mà coi Con tâm thấy người làng vây kín cổng nhà mình Để dòm ngó Thì nó cũng tức mình mà quát lên Thế chúng mày thích dòm ngó nhà bà có phải không Bà lại thả chó Cho cắn chết cha nhà chúng mày bây giờ chứ lại Cái lũ cùng đinh mạt hạ kia Sau khi con tâm nó dọa thả chó thì mấy người dân nghèo ai cũng đã vội vàng về nhà nấy, dù trong lòng của họ thương cho thằng cỏ lắm. Nhưng họ cũng chỉ là những người dân nghèo, khốn khổ làm gì có tiếng nói. Với lại con Tâm lại là con nhà ông Tránh. Nên dù nó có đánh chết thằng bé tội nghiệp kia, thì cũng chả ai dám trách tội nó. Tối đó con Sen và thằng Cò bị con mụ độc ác kia bắt nhịn đói dùng ngoài hiên nhìn vào trong nhà thằng cò thấy mẹ nó gặm cái đùi gà to tướng mà nó cứ nuốt nước bọt ừng ực thỉnh thoảng con tâm lại vứt cho con chó mà thầy nó mua được của bọn quan tây vài miếng cổ gà nó nhìn con chó ăn mà cười một cách thích thú <laughs> ăn nhiều vào ăn vào còn lấy sức trông nhà cho tao thằng nào còn nào mà vào ăn trộm thì cứ cắn bỏ mẹ nó đi cho tao nhé Thằng cò nhìn chầm chầm vào miếng xương Con chó đang ăn mà thèm Nó đói Nó đói thực sự Rất đói Đến mức cả người của nó bây giờ đây mềm nhũn Không có còn chút sức lực nào Con sen nhìn thấy thằng bé như vậy Liền ôm nó vào lòng Xoa đầu nó và bảo Đợi tí Cô Tâm ăn xong Xem còn ít cháy không Chị lấy cho em ăn tạm nhé Thằng cò nằm trong lòng của con sen Mà nó khóc Nó mếu máu nói chị sen ơi em nhớ mẹ lắm con sen im lặng không nói chỉ khẽ lau nước mắt cho thằng bé vì nó không biết phải nói gì lúc này đây còn chí thì anh đã đi đâu từ sáng sớm đến nay vẫn chưa thấy về anh không hay rằng con của mình đang phải chịu những cái trận đòn đau đến thấu xương mà dù anh có ở nhà có chứng kiến tất cả thì chắc có lẽ anh cũng chẳng hiểu ra chuyện gì khi mà giờ đây anh cứ như một người ngây dại vậy. Hôm nay trên đường đi ăn cỗ ở trên tỉnh về, lúc bà tránh đi qua cây đa đầu làng, thì chợt một ông cụ đang ngồi nghỉ ở dưới gốc đa chợt lên tiếng. Ê, xin bà dừng bước, tôi có điều muốn thưa. Bà tránh lúc đấy cũng đã dừng bước nhìn quanh, không có thấy ai, chỉ có mỗi mình với con hầu, thì chắc là ông kia nói đến mình. Bà bèn lên tiếng. Này cái ông kia Ông đang gọi tôi đấy hả Thế định nói gì Nếu là xin tiền Thì đừng có hỏng nhá Ông lão cười hiền Rồi vuốt bộ râu dài Trắng xóa của mình rồi nói <laughs> Tôi chỉ muốn giúp bà mà thôi Bà tránh lúc này Thì vênh cái mặt mà cười khanh khách Rồi nói <laughs> Giúp Ta thì cần gì mà ông giúp chứ rồi mụ quay đi mà không quên buông cái lời mỉa mai Cái đồ nghèo kiết xác Hèn mặt Mà bày đặt Tính lừa tiền nhà bà hay sao chứ Không dễ đâu nhá Bà tránh vừa nói xong Thì ông cụ cũng chỉ nói có một câu Đúng là nghiệp Đúng là nghiệp Gieo nhân nào Thì ắt gặt quả đấy mà thôi Lão thầy tài ngày hôm nay có việc phải sang bên nhà để mà làm lễ tạ đất Lan lại nhờ thằng bé thóc giúp mình trốn ra ngoài một lúc để về gặp con Cô nhớ chồng, nhớ con của mình lắm Do dự một hồi thì thóc cũng đã gật đầu Nó không phải là không có muốn giúp Lan Mà là nó lo cho cô Nhớ mày bị lão tài phát hiện Thì lão sẽ đánh cho tan hồn phách của cô Để cô không có đầu thai được Trước khi đi Thóc đã dặn Lan Cô về sớm nhé Kẻo lão tài biết được thì chết đấy Lan nhìn thằng Thóc gật đầu Lan không biết để giúp Lan che lão tài Mà về gặp con Thóc Thì phải thi triệt linh lực của mình Mà mỗi lần nó thi triệt linh lực Là nó rất mệt Dường như sức lực của nó đã cạn kiệt đi Nhìn thấy chồng của mình Cứ ngồi thơ thẩn Ngây dại như vậy Còn con trai thì người mình mẩy thâm tím đầy những vết thương thì Lan đau lòng lắm lòng căm phẫn của cô dâng trào lúc này đây cô muốn xé xác con ả đàn bà độc ác kia ra thành trăm mảnh con Tâm đang ngồi ở bàn uống nước thì bỗng có một cơn gió lạnh kéo đến vây quanh nó làm cho nó lạnh hết cả sống lưng cái cảm giác này rất giống với lúc Lan đã hiện hồn về mà tra tấn nó khi xưa toàn thân của nó run lên bần bật rồi bất giác nó đưa mắt lên trên ban thờ nhìn vào tấm di ảnh đen trắng của Lan. Ma, ma, ma. Tiếng của con mụ tâm hét lên trong cái sự sợ hãi. Nó hoảng quá mà ngã lăn đùng ra đất. Trên tấm di ảnh, nó nhìn thấy Lan đang trợn mắt lên nhìn nó. Hai dòng máu đỏ tươi chảy ra từ hai khóe mắt. Cái mồm thì há ra đến tận mang tai để lộ cái hàm răng đen xỉ nhọn hoắt. Con Tâm bây giờ sợ đến nỗi toàn thân lạnh toát Cơ thể thì run lên bần bật Nó nhắm tịt mắt vào mà không có dám nhìn Lan thì toàn lao đến giết con Tâm Nhưng khi bàn tay gần chạm vào người nó Thì một ánh sáng từ chiếc vòng của con Tâm phát ra bao phủ lấy người của nó Làm nhân ảnh của Lan văng ra xa Chiếc vòng con Tâm đang đeo Đã được lão thầy tài trì chú Nó như là bùa bảo vệ con Tâm Tránh khỏi tà ma nên lan không thể đến gần hay giết ả được bóng dáng mờ nhạt của lan nhìn về hướng con trai một lần nữa rồi biến mất cùng lúc đấy con sen từ bếp chạy lên trên nhà khi nghe thấy tiếng hét của cô chủ cả thằng co cũng đã chạy vào xem có chuyện gì thì cả hai thấy con mụ tâm đang nằm lăn ra giữa nhà mà khóc lóc đầy sợ hãi cô ơi cô bị sao vậy ạ à? con tâm nghe thấy tiếng của con sen lúc này thì nó mới mở mắt ra nhìn, rồi nó chỉ tay về phía ban thờ, rồi nói với cái giọng run rẩy: "Ma, ma, có, có, có Con sen nhìn lên trên ban thờ, thì thấy mọi thứ vẫn cứ như bình thường, không thấy có hiện tượng gì lạ lùng, bèn thưa: "Cô ơi, trên ban thờ có gì đâu ạ?" À? Lúc này con tâm nhìn sen nhưng nghi hoặc, rồi hỏi lại: "Có thật không? Mày, mày đã nhìn kỹ chưa?" Dạ thưa cô, không có gì thật mà. Con Tâm từ từ quay đầu lại và nhìn vào tấm di ảnh của Lan thì tuyệt nhiên không có thấy những hình ảnh kinh dị như vừa nãy đã hiện ra. Nó mở mắt ra một cái rồi bảo con Sen. Mày đỡ tao vào trong buồng nằm nghỉ đi, tao sợ quá. Con Sen thấy cả người cô chủ lúc trước lạnh bây giờ lại nóng gian, sợ hãi thì bèn nói. Cô nằm nghỉ, để con đi gọi thầy lang nhé. Con sen ba chân bốn cẳng chạy đi mời thầy. Vừa chạy ra khỏi cổng thì lao phải một người đàn ông khiến cho nó ngã lăn ra giường. Tên kia thì va phải tức giận bèn trời. "Cha cái con này, mày chạy đi đâu mà như ma đuổi vậy chứ?" Con sen sợ hãi run giải đáp, "Dạ con xin lỗi ông ạ. Con vội đi tìm thầy lang cho cô chủ con nên không may va phải ông. Con xin ông bỏ qua ạ." "Thế cô chủ mày là ai? Thế bị làm sao hả?" Dạ cô chủ con là con gái của cụ tránh tổng làng này cô của con bị sốt ạ à? vừa nghe thấy câu con gái của tránh tổng thì tên kia đã đổi giọng ngay ừ, thế dẫn tao vào xem cho cô mải mau lên tao cũng là thầy lang đây con sen nhìn hộp đồ nghề của người đàn ông kia đang đeo trên vai thì mừng rỡ dạ mời thầy vào đây ạ à? con tâm lúc này thì mệt mỏi mở đôi mắt ti hí ra nhìn vị thầy thuốc mà con sen vừa mới dẫn về, thấy trước mắt của mình là một người đàn ông mặt mày anh tú, thì à ngạc nhiên lắm. cô đưa tay để tôi bắt mạch nhá. khi tên thầy lang vừa chạm tay vào con tâm, thì tay của nó run lên bần bật. con sen nhìn thấy vậy thì hốt hoảng nói, ơ à, sao cô chủ lại run lên như thế kia? cô lại lạnh à? để con lấy chăn cho cô đắp nhé. Con Tâm nghe thế vậy thì quát Lại cái bà bố nhà mày ấy mà lạnh Không mau xuống dưới làm việc đi Sau khi thăm khám một hồi Thì ông thầy lang lúc này mới nói Chắc cô đã bị cảm đây thôi Uống mấy thang thuốc bổ này một vài hôm là sẽ hết ngay Tên thầy lang toàn đứng dậy ra về Thì con Tâm bật dậy như là chưa từng bị ốm Nó lấy tiền từ trong túi áo ra để trả tiền công cho tên thầy lang đây là tiền công Tôi gửi cho thầy Nhìn thấy số tiền Thì tên thầy lang ngạc nhiên nói ấy chết Sao cô trả cho tôi nhiều vậy chứ Tôi chỉ lấy đủ tiền công khám mà thôi Lúc này Con tâm dùng hai tay của mình Mà nắm lấy tay đang cầm tiền của tên thầy lang Mà nói với cái giọng đồng đưa ừ, Thì thầy cứ cầm lấy đi Bao nhiêu đây có là gì đâu So với công của thầy Đến khám cho tôi chứ Uh, hay là thầy ở lại ăn với tôi bữa cơm để tôi cảm ơn thầy có được không rồi ả à nhìn tên thầy lang với cái ánh mắt như khẩn thiết cầu xin ai đời đàn bà con gái nhưng cứ thấy trai thì lại cứ tít hết cả mắt lại nó nhìn thầy lang mà trong lòng thì cứ dạo rực hết cả lên chẳng có màng để ý đến thể diện hay là ý tứ gì nữa tên thầy lang thấy ả à có ý như vậy thì cũng cười rồi dùng bàn tay còn lại của mình mà vỗ lên bàn tay của con Tâm rồi nói <laughs> Cô đây đã có lòng Mà tôi từ chối thì không phải đạo Vậy tôi xin ở lại nha Rồi thì một anh, một ả cứ nhìn nhau mà cười Cũng chả hiểu tại sao Mà từ ngày thầy lang huấn đến khám cho con mụ Tâm Từ dạo đấy nó hay bị ốm lắm Cứ cách một, hai hôm nó lại bị ốm một lần. Thành thử ra thầy Lăng Huấn cứ phải đến khám cho mụ thường xuyên. Cái sự ốm của mụ cũng rất là lạ nha. Hay nói đúng hơn là thuốc của thầy Huân như là thuốc tiên vậy. Mụ tâm ốm không có dậy nổi, cũng chẳng có ăn uống được gì. Ấy vậy mà thầy Huân khám xong ra về một cái là mụ lại khỏe như vâm với tài chứ. Lúc này mụ có thể ăn hết cả nồi cơm hay nguyên một con gà trống thiến ấy cái việc thầy Lăng Huân từ nơi nào đến thì chả có ai biết. Họ chỉ biết dạo gần đây thì ông thầy Lang hay qua nhà anh Chí để chữa bệnh cho con Tâm. Họ chả biết nó bị bệnh gì, nhưng cứ thấy mặt nó thì cứ tươi như là hoa. Cái thân hình tròn quay thì cứ to hơn trước mỗi ngày. Mấy người dân làng cũng to nhỏ với nhau. Đấy 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 đấy. Cái ông thầy Lang kia mà qua nhà thằng Chí đấy, chả hiểu ốm đau cái kiểu gì. Hay là lại tình tứ với nhau ấy chứ Một ông thì lên tiếng Như phản bác lời của mấy người kia nói Rồi Các bà chỉ có khéo tưởng tượng Cái con lợn nái ấy Thì ai mà thèm chứ Huống chi là cái thầy huân kia Lại đẹp mã như thế cơ mà Thì có tiền mua cả tiên chả được Chắc cái ông thầy huân kia Cũng kiếm được một mớ khá ấy chứ Rồi tất thầy mấy người cùng thi nhau cười Lúc này tại nhà con tâm đang nằm trên giường với tấm yếm bỏng bó sát cái cơ thể ngấn mỡ nung núc thịt mà tưởng chừng như cái yếm sắp rách tung ra đến nơi cái váy đụp thì kéo đến cả đùi non để lộ ra cái chân to đen sì chả khác gì là cái cột đình đã bị cháy xém mà con tâm nó cứ ngỡ là nó đẹp lắm nên nó cứ khoe ra cứ ấn ẹo các tư thế nhạy cảm con tâm nhìn tên huân với cái ánh mắt như mời gọi rồi óng ẹo nói Sao hai hôm nay không đến thế Làm người ta nhớ mình chết đi được ấy chứ Nhớ đến nỗi ốm cả gia đình này Bắt đền đấy Tên thầy huân thì nhếch mép cười rồi nói <cười> Để tôi chữa cho mình nhá Rồi hắn lao vào con tâm Nhưng chưa kịp cởi cái yếm của nó ra Thì đã nghe thấy tiếng động ở bên ngoài nhà Hai đứa rời đánh kia chật khựng lại Tên huân thì mới lên tiếng hỏi rồi Thế con sen với thằng cỏ ở nhà Không tôi bảo chúng nó ra đồng rồi thế chắc là thằng chồng điên của tôi về đấy lúc này nghe đến tiếng chồng thì hắn hoảng sợ lắp bắp rồi nói ch 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 chồng chồng à v v vậy tôi về nhá mụ tâm bật dậy nói sao phải về lão có về cũng chả việc gì phải sợ rồi cái con mụ khát tình nó lao vào mà đè ngửa tên huân ra rồi lại làm cái chuyện như là bấy lâu nay hai đứa rời đánh vẫn cứ thường làm xong cuộc yêu với đầy cảm xúc thì tên huân đưa cho ả tâm một cốc nước rồi nói mình uống đi cho mát nhìn thấy người tình quan tâm mình như vậy con tâm nó cười hạnh phúc mà đón lấy cốc nước mà uống một hơi hết sạch tên huân nhìn cái thói ham ăn tục uống của con mụ tâm mà hắn cảm thấy sợ người gai ốc cứ nổi hết cả lên nhiều lúc cứ nghĩ đến việc phải chung trả với con ả này mà hắn lại cảm thấy toàn thân như là bất toại vậy. Nhìn con tâm uống xong cốc nước rồi lăn đùng ra ngủ mà nhếch mép cười rồi nhủ thầm. Không vì tiền thì tao không đời nào ngủ với mày đâu. Con lợn xẻ Rồi nhìn cái thân hình phây phây đang nằm như là một con lợn chết trương mà tên Huân lại thấy dùng mình. Hắn nhanh tay lục tung cái buồng ngủ của ả à để mà vơ vét những cái món đồ giá trị Hắn chắc nhầm số vàng bạc châu báu này Cũng khiến hắn sung túc cả đời ấy chứ Không bỏ cái công Hắn đã hầu hạ cái con đàn bà dâm đáng kia Trước khi trở thành thầy lang Thì tên Huân chính là một tên trộm Nhưng do một lần bị bắt Hắn phải bán hết của cải để lo lót cho quan trên Thì mới được thả Từ đó hắn bỏ luôn cái nghề đạo tặc Nhà hắn từ ba đời lại là thầy thuốc Nên hắn cũng gọi là có chút nghề kiếm cơm qua ngày ban đầu thì tên thầy huân cũng chỉ tính chữa bệnh cho con tâm nhưng khi hắn ta thấy sự mời gọi chủ động từ nó thì hắn đã lại nảy sinh cái ý đồ khác nhìn thấy đồ trang sức của con tâm đeo trên người mà nó biết là con gái của quan chánh tổng nên hắn đã tính trộm của nó ít của cải rồi trốn đi thật xa mà sống sung sướng chứ làm thầy lang thì bữa no bữa đói trong những cái cuộc vui xác thì tên huân cũng đã biết nơi cất đồ trang sức tiền vàng của con tâm nên hôm nay hắn quyết định vơ vét một vố của ả à người tình trước khi hắn nhìn lên cổ của con tâm thấy một cái dây mặt đá mà ả à luôn đeo không bao giờ có tháo ra hắn nghĩ chắc là nó có giá trị nên hắn cũng đã cuộm lấy luôn hắn không biết rằng cái dây đó nó quan trọng với ả à như thế nào nó là thứ bảo vệ ả à khỏi hồn ma của lan và cũng là thế lực ma quỷ khác. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, nhưng hôm nay sao con tâm thấy mệt mỏi hơn mọi hôm cơ chứ? <laughs> Tiếng hét của con tâm hét ẩm lên khi thấy phòng của mình đã bị lục tung. Bao nhiêu vòng vàng tiền bạc đã bị mất sạch. Nó sợ hãi lao ra ngoài sân rồi gọi lớn. Con sen đâu? Thằng co đâu? Nhưng đợi mãi chẳng thấy đứa nào trả lời. Nó ngồi xuống nhà mà khóc giống lên vì sót của Ánh nắng của buổi chiều cũng đã nhạt dần đi. Lúc này mới thấy con sen và thằng cò đi chăn trâu về. Nhìn thấy hai đứa, con tầm lao ra và giữ lấy vai con sen thật chặt rồi quát lớn. Đứa nào, đứa nào vào nhà tao mà trộm hết đồ của tao rồi. Mày trông nhà cái kiểu gì hả, à? có con trời đánh này. Con sen sợ hãi rồi nói. Ờ, à, cô bảo con đi chăn trâu đến chiều tối mới được về. Nên con có ở nhà đâu ạ? À? Lúc này con tâm như nhớ ra điều gì Một hình ảnh đã thoáng hiện qua Ở trên đầu của nó Là hình ảnh của tên tình nhân Nó đã đưa cho cốc nước Rồi sau đó nó không còn biết gì nữa Mọi lần thì hắn ở lại với nó Đến chiều tối mới ra về Còn hôm nay khi tỉnh lại Nó không có thấy hắn đâu cả Con tâm ngồi bệt xuống dưới đất Mà vò đầu bứt tai Rồi mồm thì cứ lầm bẩm Không, không phải đâu Không phải đâu nhìn con ả à độc ác bây giờ chả khác gì là con điên cả đầu tóc thì dối tung dối mù hết cả lên nói năng thì liên thiên con ả à đang sốc vì bị tên nhân tình bé bỏng lừa ả à. mấy hôm nay ả à cứ ra ngóng vào trông bộ dạng như đang sốt ruột lắm ả à đang mong đang chờ thằng tình nhân kia đến họa chăng trong phút nông nổi hắn có chót lấy tiền của ả à thì ả à cũng bỏ qua chỉ cần hắn không có bỏ ả à mà thôi cái tình yêu của con tâm giờ đây nó lớn lắm, đến mức không có thứ vật chất nào có thể sánh được. Có khi bảo nó giết người nó cũng làm đấy chứ, vì nó đã từng giết người để cướp chồng người ta mà. Từ ngày con tâm bị tên người tình lừa tiền, lừa tình thì nó như bị điên vậy, lúc nào quần áo đầu tóc cũng bẩn thỉu bê bết đất. Nó cứ đi lang thang khắp làng trên xóm dưới mà tìm cái thằng người yêu rời ơi đất hỡi kia. Cứ hễ gặp ai là đàn ông Nó cũng lao đến mà ôm lấy như thể họ là người yêu của nó vậy Ông bà tránh thấy con gái bị điên điên dại dại Nên đã đón con về nhà mà chữa trị Nhưng mời bao nhiêu thầy thuốc đều là không có kết quả Con tâm vẫn cứ điên dại như thế Ông bà tránh phải rốt con lại Chứ không may để nó thoát ra ngoài Thì nó lại đi khắp làng mà quậy phá Ông bà nhìn con như vậy thì đau đớn như đứt từng khúc ruột nhà có mỗi mụn con mà bây giờ thành ra như thế này thì ông bà cũng chả thiết gì nữa. Hàng ngày, bà tránh đều đặn lên trên chùa thắp hương để cầu mong Đức Phật từ bi hỷ xả mà tha thứ cho gia đình nhà bà, mà phù hộ cho con của bà mau chóng hết bệnh, hết tận. Bước ra từ cổng chùa, bà tránh lại nghe thấy một giọng nói đã vang lên. Làm nhiều việc ác thì Phật nào có thể độ cho được chứ Bà tránh quay lại nhìn Thì thấy người vừa nói chính là cái ông cụ Mà mình đã gặp hôm bữa Lúc này bà không còn thái độ hách dịch như trước Mà bà đã nói năng một cách rất nhỏ nhẹ và tế nhị Tôi biết gia đình tôi đã làm nhiều việc sai trái Mong ông chỉ giúp tôi Phải làm gì Làm gì để con của tôi hết bệnh được chứ Lúc này ông cụ chỉ cười rồi nói: <cười> Đức năng thắng số, hành thiện tích đức, chỉ có vậy mà thôi. Từ hôm đó, nỗi buồn luôn cứ hiện hữu trong gia đình của nhà ông Tránh. Ông ta đổ lỗi tất cả mọi việc con gái của ông ta bị như này là do chí, nhưng ông ta không hiểu rằng chính chí mới là người đã bị gia đình ông hại. Hay đơn giản, ông tránh không có muốn chấp nhận lỗi sai về mình Nên tìm một nơi để mà chút bỏ lỗi do mình đã gây ra Ông phải trả thù, trả thù trí Người làm con gái của ông ta ra cái nồng nỗi này Từ ngày con mụ tâm được bố mẹ đón về Thì thằng co cũng kết thúc chuỗi ngày bị hành hạ Nhưng có điều, nó rất buồn khi chị Sen Cũng phải theo mụ tâm về nhà cụ tránh nhiều lúc ngồi nhớ chị Sen mà nước mắt của nó rơi từ lúc nào chẳng hay. Ông bà hai bên nội ngoại thay nhau sang chăm sóc cho thằng Cò và Chí, vì Chí vẫn còn đờ đẫn thần trí không có bình thường. Tại nhà của tên thầy Tài, Thóc đứng lặng thinh trong góc nhà, nhìn lão thầy độc ác kia đang hành hạ những linh hồn mà lão bắt về để phục vụ mình. Lão nhìn vào chiếc lọ đựng linh hồn của Lan mà nhếch mép cười. <laughs> sắp đến người rồi đấy. Thóc biết lão tính làm gì, lão sắp sửa luyện linh hồn của cô Lan và những linh hồn lão bắt về thể thành quỷ và sai bảo để làm việc cho lão. Thóc biết lúc này mình phải làm gì để cứu được những linh hồn vô tội kia. Trong bóng tối căn phòng luyện buổi chú của tên thầy tài sáng rực một đám cháy lớn đang từ từ thiêu rụi những lá bùa, những thành quả mà bấy lâu nay ông ta đã dày công tạo thành những chiếc hũ nhỏ được dán bùa chú bây giờ đã bị đập vỡ những linh hồn vô tội đã được giải thoát tên thầy tài đang ngủ thấy mùi khói sộc vào mũi của mình bèn bật dậy chạy ra khỏi gian nhà chính nơi hắn đang ngủ lúc này hắn nhìn sang phía điện thờ của hắn giờ đang ngôn ngút lửa mà sợ hãi lão thầy bùa độc ác gào lên như điên dại lúc này thóc xuất hiện trước mặt của lão làm lão giật mình Lão biết tất cả mọi việc là do Thóc làm Vì không một ai có thể ra vào ngôi nhà này trừ lão ta và thằng Thóc Và tuyệt đối không ai được động vào những buổi chú của lão ngoại Thóc Lão lao đến toàn bóp chết Thóc Những lúc này những linh hồn mà lão đã bắt giam hành hạ trong đó Có cả linh hồn của Lan hiện ra chắn trước mặt của Thóc Khiến cho tên tài sợ hãi Hắn ta hết bắt ấn rồi lại niệm chú nhưng kết quả những linh hồn kia không bị làm sao tên thầy tài lúc này thì thực sự là hoảng sợ hắn toàn bỏ chạy nhưng mới bước được mấy bước thì chân của hắn đã chợt khựng lại đôi chân hắn lúc này chuyển đổi hướng cứ tiến thẳng vào đám cháy đang rực lửa kia thân xác của lão lúc này đã chìm trong biển lửa những tiếng la hét đau đớn vang lên nhưng tuyệt nhiên những người dân xung quanh không có một ai nghe thấy tiếng gì hết Khi bình minh đã lên Thì họ mới bàng hoàng biết được rằng Nhà thầy Tài đã bị cháy Đến nỗi cái xác của thầy ta bây giờ Cũng đã thành trò bụi Nên lão chẳng có nổi một nấm mộ Trong bóng đêm đen Có một bóng người bước thẫn thờ trong vô định Còn phía sau Là vài ba người đàn ông đi theo Đến đoạn đường vắng Thì một tiếng gậy đập vào đầu Khô khốc đã vang lên Trên nền đất lúc này Chí đang nằm bất tỉnh Mấy người đàn ông liền vác anh đến một bãi đất hoang dưới làng Dạ bẩm cụ tránh Tên Trí đây ạ à? Lão tránh bước tới đạp lên người của anh Trí mấy cái Rồi nói Chói chân tay của nó lại Rồi buộc tảng đá phía sau Thả xuống sông cho tao Mấy tên kia vội vàng làm theo lệnh Nhưng khi chưa kịp chói chân tay của Trí Thì lúc này Một thân ảnh trắng toát đã hiện ra Mồm của nó ngác tận ra tận mang tai rồi nói với cái giọng ghê giận Như vọng về từ âm tư địa ngục Chúng mày giết chồng tao Chúng mày giết chồng tao Tao vật chết tươi Tao vật chết cả nhà Rồi một chàng cười ma quái đã vọng lên Trong cái mặt đêm tĩnh mịch Cả bọn sợ hãi chẳng ai bảo ai Mà bỏ chạy bán sống bán chết Quên cả lão tránh tổng đang đứng đó Mà toàn thân nặng trịch không thể bước nổi Lúc này một dòng nước ấm đã chảy dưới đúng quần của lão. Miệng của lão thì há hốc cứng đờ vì sự sợ hãi. Lan lúc này lao đến toàn kết liễu tên tránh tổng xấu xa này. Nhưng thóc đã vội ngăn lại. Hắn có tội thật. Nhưng cô giết lão. Cô cũng coi như là phạm tội giết người. Đến lúc xuống âm phủ sẽ phải chịu hình phạt mà không được đi đầu thai sớm. Cô cứ để kệ lão. Gieo nhân nào ắt phải gặt quả đấy. Ông trời ắt có định liệu. Mình đừng nên tạo nghiệp cô ạ. À? Nghe thấy thóc nói như vậy, Lan mới thôi ý định giết lão. Cô trả lại hồn phách cho Chí, rồi từ từ biến mất. Khi Bình Minh chiếu những tia sáng đầu tiên, cũng là lúc Chí đã tỉnh dậy. Anh thấy mình đang nằm giữa bãi đất hoang thì không hiểu chuyện gì. Dường như anh không hề nhớ đã xảy ra chuyện gì với mình trong suốt một năm nay. Anh lững thững bước về nhà. Lúc đi qua cây đa đầu làng thì thấy những người dân vây quanh dưới gốc đa. Đến gần anh mới hốt hoảng khi nhìn thấy xác của hai vợ chồng lão Tránh Tổng đã bị treo cổ ở trên cây. Mấy ông bà biết gì không? Nghe nói hôm qua bọn cướp đến cướp nhà lão Tránh rồi giết hại hai vợ chồng lão đấy. Còn tha cho gia nhân và con tâm điên kia kìa. Của cải cướp được Họ mang chia hết cho dân nghèo Sáng ra thấy cửa nhà nào Cũng có một ít tiền và một ít gạo Một bác trung tuổi Nói nhỏ Chỉ đủ cho mấy người nghe Này 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 Giải phóng Về đến làng mình rồi đấy nhá Nghe nói trên tỉnh Bọn quan Tây Bị giải phóng đánh chết Bao nhiêu thằng cơ mà Anh Chí nghe đến đây Thì cũng đã chạy về nhà Nhìn thằng co Anh ôm chầm lấy con vào lòng Cảm giác như lâu lắm Mới được ôm con Chí nhìn thấy thằng bé gầy nhom Thì không hiểu chuyện gì Mà con anh Thành ra như thế này Dưới lời kể non nớt của con Chí cũng như đã hiểu được phần nào Thấp thoáng ngoài cổng Bóng hình của một người con gái cứ thập thò Chị Sen Chị Sen Thằng cò lao ra ôm chầm lấy Sen Rồi vừa khóc vừa nói Em nhớ chị Sen lắm Chị ở lại với em đi Sen nhìn thằng bé nói Chị qua thăm em một chút thôi Giờ chị phải đi rồi Chị đi đâu Giọng của thằng cò hỏi trong tiếng nấc Chị về với thầy bu chị Chắc giờ đây Thầy bu đang mong chị lắm Vì từ ngày ông tránh bắt chị đến ở trừ nợ Chị chưa bao giờ được về nhà cả Vậy chị sẽ đến thăm em chứ Nhất định Nhất định chị sẽ lại đến thăm em Em nhớ ngoan nhé rồi hai chị em bịn dịn tạm biệt nhau mà như chẳng muốn rời xa anh chí đứng trong sân mà nhìn cũng muốn xúc động đã lâu rồi chí mới có cảm giác được bình yên đến như vậy anh lại ngồi ôm con trai vào lòng mà vỗ về du nó ngủ nhìn thằng bé anh cảm thấy đau đớn khi mừng tượng những gì thằng bé đã phải trải qua bỗng lúc này đây một nhân ảnh đã từ từ hiện ra trước mặt của chí lan Lan Là Lan phải không Em về với bố con anh phải không Chí toàn lao tới ôm vợ Nhưng cô đưa tay ra ám thị Anh dừng lại Cô nói Anh dừng lại đi Đừng có đến gần em Hồn vía của anh Vừa về lại thân xác Đến gần em như vậy sẽ không tốt đâu Em về thăm con Và anh lần cuối rồi em phải về âm phủ Để đi đồng thai Anh hãy nhớ Thay em chăm sóc con nhé Rồi cô nhìn ra cổng như gọi Thóc Lúc này Thóc đi vào đứng cạnh Lan Anh hãy chăm sóc cậu bé này nhé Nó đã cứu em và anh đấy Chí nhìn Lan Rồi nhìn sang thằng bé khẽ gật đầu mà hai hàng lệ tuôn rơi lúc này bóng hình của lan cũng đã tan biến dần trong màn đêm lan 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 tiếng của chí gọi thất thanh khiến cho thằng cò chợt tỉnh giấc nó nhìn thấy bố khóc liền chạy đến ôm chặt lấy bố mà an ủi bố nín đi cò sẽ bảo vệ cho bố thóc đứng nhìn hình ảnh ấm áp của bố con nhà chí mà nhớ đến gia đình của mình nó cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc nhưng chính ông thầy tài đã giết chết bố mẹ của nó phá tan cái mái ấm của gia đình nó khiến nó giờ đây đã trở thành trẻ mồ côi ngày ấy bố mẹ nó với lão tài là đồng môn cùng học đạo ở trên núi lão tài rất yêu mẹ của nó nhưng lại không được đền đáp lại bố nó lại được sư phụ tin tưởng yêu quý Bố nó có được tình yêu của người con gái lão yêu, lại được sư phụ hết lòng tin tưởng mà giao nhiều trọng trách quan trọng, nên lão mới ghen tị mà bày mưu hãm hại. Rồi một ngày, thằng nhóc được 4 tuổi thì lão tài đã âm mưu giết bố mẹ nó một cách tàn độc, rồi phóng hỏa thiêu cháy cả nhà nó coi như đây là một vụ hỏa hoạn. Lão cũng toàn giết chết thóc, nhưng khi nhìn thấy nó có đôi mắt âm dương thì lão không giết nó mà bắt nó về để phục vụ mình cứ hàng tháng lão lại cho thằng thóc uống một loại nước đã được hắn luyện ra nhằm khống chế những suy nghĩ và làm nó quên đi quá khứ nhưng dù lão có làm mọi cách để nó quên đi những hình ảnh mà lão đã giết bố mẹ nó để nó hoàn toàn toàn tâm toàn ý đi theo mình nhưng nó vẫn nhớ còn con tâm vẫn như một cái bóng vật vờ suốt ngày lang thang khắp làng mà tìm người yêu. Nó giờ cứ như điên điên dại dại, người ta thấy cũng tội nghiệp. Người cho củ khoai, người cho củ sắn cho nó lót dạ qua ngày. Chẳng ai còn nhớ về cái con tâm tàn độc của ngày trước kia. Mà giờ đây, họ chỉ thương xót cho ả tâm một thời cướp chồng mà thôi. Ánh bình minh đã sáng rực, một ngày mới đã lại bắt đầu. Những đau buồn ở phía sau, trên cánh đồng những người dân làng mỗ đang nô nức gặt những cái bông lúa vàng óng, có hai thằng bé cứ chạy đùa nhau trong cái ánh nắng trong lạnh hướng về một tương lai tươi sáng hơn. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần kết dị chuyện của tác giả Đỗ Ngát. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới.